Mình đang định làm một số cái khóa học mà dạng như kiểu là chụp hình này nọ đó, hướng dẫn sử dụng máy chụp hình đó. Nhưng mà có một vấn đề đó là khi mình dùng con điện thoại của mình để mình quay á, không đủ dung lượng, mình mua có 16 GB. Cho nên là bây giờ mình muốn 100 subscribe, nhưng mà chất lượng nếu mình cứ làm như kiểu từ trước tới giờ nó sẽ rất là cùi bắp. Cho nên là mình sẽ nâng cấp nó lên bằng cách là hôm nay mình sẽ đi mua một con máy quay chuyên để quay. Chứ hiện tại như mình dùng cái máy chụp hình của mình để quay rồi, rất là lấy cái máy mình hướng dẫn để quay rồi lấy cái gì để mà làm. Đó, lý do là vậy đó, cho nên hôm nay chúng ta cùng đi nha. Đó là đồ chơi Tech Zone như bạn nào có máu đam mê đồ chơi cứ tới đây đầy luôn. Rồi, giới thiệu với các bạn, đây là quả thận bên phải của mình. Anh này tên gì nhỉ? Tên gì nhỉ? Phúc xin giới thiệu, đây là bạn Phúc. Anh mình sản phẩm mình còn nguyên siêu anh ha. Để lấy cái búa hồn. Thôi, phụ kiện bên trong bao gồm một đế dán nè. Đế dán là đế dán phẳng. Này đế dán cong cong dán cho nó bảo hiểm. Dây sạc chắc không dùng bao giờ. Một pin chắc chắn là sẽ dùng. Pin này không dùng chắc chắn là sẽ dùng. Rồi máy của mình này là cái thẻ nhớ bên em tặng cho. Xong uống đi. Kiểm tra máy của em là không có vết gì xước ha, không có dấu hiệu đã qua sử dụng anh ha. Kéo từ trên, kéo xuống. Đây là khóa màn hình. Ví dụ anh bay nên anh quay dưới nước á, nên khóa màn hình lại vì nhiều cái luồng nước của nó sẽ làm ảnh hưởng tới màn hình cảm ứng. Cả trượt qua. Đúng rồi. Rồi. Này đi đúng rồi, đúng rồi. Có thiệt luôn anh. Nước nhiều khi hoặc là tay nước mình không bình thường, không mình chỉ cần nhiễu giọt nước không tự động trượt luôn. Rồi ok. Này điều khiển mình giọng nói ha. Mình connect với lại cái app điện thoại hoặc remote này nọ của mình. Cái này bảo hành là 1 năm 1 đổi 1 đúng không? Dạ, đúng rồi. Update á, mình nhớ mình sạc đầy pin cục pin trước. Nhiều khi đến đây mình đang đã update cái rồi rồi. Okay. Pin nó lại mệt. Nên bảo hành. Bảo hành lại lâu. Cảm ơn nhiều nha. Ok, bye bye bạn. Rồi, có đồ chơi. Ok. Đây là con hàng của mình và lẽ là từ giờ trở đi là mình sẽ có thêm một cái để mà mình quay rồi một số cái shot kiểu hướng dẫn các bạn chụp hình thì nó hay hơn. Nhiều bạn coi Photoshop giờ cũng biết chán rồi, kiểu biết hết rồi, không muốn học thêm. Cho nên là ok, một khi đã làm Photoshop rồi thì mình nên hiểu thêm về cái vấn đề mà tạo ra được cái hình để ông ta Photoshop đi đúng không? Đó, thì hướng dẫn thì sẽ phải có cái này, kiểu hết, đảm bảo chất lượng. Thì đừng quên like, share, subscribe và nếu được thì cho mình biết là ở tutorial sau các bạn muốn mình làm về những vấn đề gì ha. Ok, bye bye.